Hello, chào cả nhà nha. Hôm nay là ngày cuối tuần của Công Phương nha, cũng mới đi show về nha cả nhà. Alo alo 1 2 3 4, quay chân quay xuống rồi làm đó. Công Phương đang thử mic nha cả nhà. Alo anh, anh dép đá dễ thương quá, tối về dép em nha. Rồi ai cũng có cơ đó. 2 2 2, để đầu tiên xin cho ba đế tủ Đô Phương gửi lời chúc sức khỏe và lời chào hôm nay đến tất cả mọi người, những anh chị em bạn bè mình đang có mặt tại kênh YouTube của Công Phương Cái Viên Kiên, kênh của Toàn Vlog và kênh của anh Mức Kinh đó. Thì sao giải trí sao giải trí, kênh của anh là kênh sao giải trí. Ủa Phương, mà sao giải trí là sao đặt cái kênh là sao giải trí gì? Ủa anh có đặt lộn không, của mình là sao giải trí là IIG hỏi giải, mà anh đặt lại là IIG hỏi giải, giống giải cứu đó, sửa lại chưa đó. Thì hôm nay là thứ bảy cuối tuần thì mọi người thấy không đó, khách vô cứ làm ghê luôn, không là cả nhà luôn nha, cả nhà đến quán cả nhà ủng hộ em. Hôm nay thì em xin được mệnh danh giới thiệu với tất cả mọi người. Dạ. Ok, cảm ơn gia đình mình nha. Đó, hôm nay sẽ bật mí với tất cả mọi người là xin giới thiệu cho mọi người, đây bạn trai của em Bảo Loan. Thay buồn như thay áo á. Dạ, nhớ không em lời hứa ngày xưa, mình bên nhau dưới ánh trăng đã nguyên thề. Thì lâu lắm rồi mọi người sẽ không được gặp phục vụ tất cả các chị em tại quán của gia đình Bong Bóng. Thì hôm nay em sẽ phục vụ và sẽ giống như là phỏng vấn tất cả các chị em đài truyền hình TVB. Đó thì của chị của sao giờ họ của sao mày giá hả? Tỷ của chưa về xe nào của sao mày giá hả? Quy tân hào cả viên chiên thu phòng. Đó thì hôm nay Thu Phong sẽ phỏng vấn tất cả mọi người. Nhân viên tại quán là của chị Khổ Sá Ma Hạ chị họ Binh Chi Liền, của chị Nam Anh Đà Hạnh của Sá Hạ Trung Ca Danh. Trung Ca Danh A Quy Du Đa Rui Phai Hạ phỏng vấn. Ba chị sao nào? Ào Ào Khoa Huy Sì Ào Khoa Phá Sà Ào Khoa Khoa Giờ Sì Ào Khoa Ai Di Sê Là Đạo Chào Giá Ở Chị Hai Nên Hay Đâu. À Trung Ca Danh đó là rất là hân hạnh là từ Hồng Kông bay về Việt Nam để mà phụ Thu Phương bán cái viên chiên. Thì Trung Ca Danh của Bực Mỹ là rất là thích đi sauna. Anh ơi, no. Đã sauna. Ta đã chả đá. Ta đã chả đá đi chả đá, ta đã chả đi chả đá. À, là Trung Ca Danh đó là rất là thích ăn tỏi và rất là thích đi massage kiếm thị. Phải không? Cái gì mà? Cái đó là mụ à? Mụ cõng à, lụi tại tại phải phải phành dậu đi xin rồi tôi lên đây. À có nghĩa là nãy giờ Thu Phương chọc thôi, là Trung Cá Dánh đó là rất là yêu thích cái người là cái viên chiên, cho nên Trung Cá Dánh từ bên Hồng Kông bay về đây để mà phục vụ Thu Phương, phục vụ tất cả mọi người, mong cả nhà yêu mến. À tài, à Trung Cá Dánh nói là giới thiệu với mọi người là đây là món tài với xỉu. Tài xỉu à, cải chua. À cải chua 7 lần 7 49 ngày, thì có tương đen, tương đỏ và tỏi phi với sa tế nha mọi người nha. Cảm ơn Trung Cá Dánh rất là nhiều. Thì khi thí sinh kế tiếp thì đây là nhân viên tại quán của đang Thu Phương cái viên chiên tại 349 Ngô Gia Tự. Thì người đẹp cũng đến từ Hồng Kông, của sư hội Sama Gia Hạ, huyện Quỳ Chi, của từ Sama Gia Hạ đó Chiêu Vi. Nghĩ hồng á, và sư bây giờ có sầu và sư sao và để quả mẹ dỗ sẻn. Và bị dầu sẻ nhưng coi bây giờ xong rồi ha xin của xin phần một khoa này sẽ chỉ có ra nước mắm và bây giờ cái đầu rất là ngon rồi xe, rồi xe. Chị Vi bên Hồng Kông bay về đáp rồi Việt Nam có nói là hết tiền rồi cho nên cô ta mới phục vụ cái viên chiên, chứ còn tiền là cô ta hát trong những các quán bar vũ trường mẫu 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 là đâu sao và để xin sao và để xin xin thiệu và xin thao và mấy người là sao. Triệu Vi nói là rất là thích ở công môi trường là buôn bán hàng rong như chúng em, dễ thương. Đó thì Triệu Vi nói là ở đây có món cá viên chiên nước mắm tỏi rất là ngon, rất là thơm. Mong cả nhà thương yêu và ủng hộ cho bé Triệu Vi. Dạ, kế tiếp thì bé rất là thích đặt đồ trên Shopee, đó chính là bé Quốc Khai. San quá xa gì? Thái lơ. San Thái lơ. Đó thì quá xin mời anh Quốc Khải hãy gửi lời chào đến tất cả mọi người. Thì lâu lắm rồi Quốc Khải không có lên clip nè. Hello tất cả mọi người. Hello tất cả mọi người. Em xin chào ba kênh YouTube mà em. Ủa em không biết tên. À kênh của Cô Quân Cái Viên Chiên. Cô Quân Cái Viên Chiên. Toàn Vlog. Và Toàn Vlog. Dạ sao giải trí. Sao giải trí. Dạ ba kênh đó. Thì hôm nay là mọi người đã được biết thì lâu lắm rồi Quốc Khải không có lên. Thì Quốc Khải tên con gái là Bích Trâm nha mọi người nha. Bích Trâm thì như mọi người đã biết rồi, thì cái sở thích của Bích Trâm là rất là thích mua đồ sida, đồ sale, đồ đó thì coi rất là kỹ. Thì nguyên nhân nào mà giống như là lý do nào mà cho Bích Trâm giống như là thích mua đồ xăng sale mà đồ mà rẻ mà bận bền? Tại vì em thích mặc đồ nên em hay đặt đồ trên Shopee giá rẻ nó ok. Đó thì bây giờ là người đẹp Bích Trâm sẽ quay một vòng cho mọi người kem. Đó rất là dễ thương nha mọi người nha.
đó, vòng 1, vòng 2, vòng 3 đó, mọi người thấy vòng 3 của Bích Trâm không? Không có độn nha mọi người nha, đó, hàng thật, biệt thật đó. Thì cái quần này là Bích Trâm mua trên Shopee bao nhiêu? mua trên TikTok là 100 nghìn một cái đó, giải rất là ok luôn, giải rất là ok nha. Thì bây giờ là em sẽ tụt quần Bích Trâm cho mọi người, ý là cho coi giải á. Giải nó co giãn 4 chiều thôi nha, giải co giãn 4 chiều thoải mái đó. Thì cảm ơn Bích Trâm rất là nhiều nha, cô bé rất là kiệm lời đó. Thì bây giờ thì kế tiếp là xem mọi người đã được phỏng vấn và trực tiếp gặp bà bé Phú Trường đó. Thì Phú Trường ơi, sao quá đi ha đó. Thì mọi người đã chưa biết là mọi người đã đi Thái Lan chưa, thì đây là một cô em đến từ đất nước Thái Lan, Sawanika. Thì bây giờ em chào ba kinh là tiếng Thái đi. Sawanika chỉ khi là thở ở xưa 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 hồi đó Phú Trường có nói là bé rất là vinh dự là từ đất nước Thái Lan để mà sang qua Việt Nam để mà gửi lời chào, là chúc sức khỏe tới ba kênh YouTube là kênh của tôi Vương Cái Viên Kim và kênh của Toàn Vlog và kênh của anh Sao Giải Trí. Đó thì hôm nay thì Phú Trường ơi có rất là nhiều người là yêu cầu, giống như là 3,746 lời yêu cầu có hỏi là Phú Trường có dự định là sẽ là một người cô gái chuyển giới không? Yes, I'm trained. Tiếng Việt luôn má ơi. Hồi nãy giờ người ta nói tiếng Việt không à? Nói chứ là em sẽ cố gắng để hoàn thiện bản thân mình nhất và cũng có thể trở thành một người con gái rồi là đẹp và cũng kiểu làm công an. Nhưng mà từ từ nhưng mà các bạn em nghĩ là cái ước mơ đó từ từ, không phải lẽ bây giờ. Bây giờ em bao nhiêu tuổi rồi? Bây giờ em 18. Bà mới có 18 tuổi thôi, 18 tuổi người ta nói là mỗi 18 là tuổi con gái mới lớn, tuổi thanh xuân đó mọi người. Thì bây giờ là Phú Trường sẽ dự định là sẽ vô hormone nữ nè, phải từ từ trở thành một người con gái thực thụ. Mà Phú Trường sẽ đi là từng bước là Phú Trường có tính là làm ngực trước hay là làm con bướm bướm trước? Em làm bướm chứ. À là Phú Trường bực Mỹ là Phú Trường sẽ làm con bướm bướm trước rồi mới từ từ làm con bìm bịp ở trên. Rồi cảm ơn Phú Trường nha. Anh li quá trời ơi. Li đâu có sao đâu, li mình đẹp mà. Đó cảm ơn Phú Trường nha. Thì mong là tất cả mọi người hãy để lại cái bình luận để mà chúc cho Phú Trường để mà thực hiện ước mơ sớm nhất có thể nha mọi người nha. Đó thì sau này khi mà thành con gái rồi em có giống như là tình nguyện cho ba anh YouTube này khám không? Em sẽ cho những cái người mà đẹp trai. Có sữa ống nước. Nói chứ bây giờ là bí mật đi mọi người, có nghĩa là Phú Trường sẽ bật mí sau nha mọi người nha. Cứ là cảm ơn Phú Trường. Đó thì bây giờ em sẽ bắt gặp và sẽ phỏng vấn thêm một người trong đoàn LGBT nữa. Đó chính là bé Minh Minh Miệng Hổn. Đó bé Minh Miệng Hổn được mệnh danh là Christina Lệ Linh. Đó, Christina Lệ Linh. Đó em ơi. Chắc cũng đó đi. À chắc cũng đó, rồi. Anh thích làm gì đặc biệt xấu mà làm màu nè. Rồi quý vị hướng mắt sân khấu với sự xuất hiện của thí sinh số mấy danh 004 được mệnh danh tên tiếng Anh là Christina Lệ Linh. Con chị quá. Sân sân có của anh đâu. Các ơi. Đó rồi hát bình thường. Konnichiwa, watashiwa Christina Lệ Linh, watashiwa shi chu Shishimaha, Olisika Alama, 18 tuổi, Shishikahama. À, có nghĩa nói là bé Lệ Linh, tên thiệt là Christina Lệ Linh, nhưng mà tên trong cái sinh là Lê Minh. Nhưng mà bé Minh rất là thích đi Chí Hòa. Hồi nãy tôi nói Chí Hòa Hòa, Chí Hòa. Đúng rồi, đó. Rất là dễ thương nha mọi người nha. Thì chị biết là khi mà sự xuất hiện của em thì rất là đầu tư, là em ở vùng đất là Hoa Anh Đào. Đúng rồi chị, xứ sở Hoa Anh Đào. Xứ sở Hoa Anh Đào là Nhật Bản. Đó thì Nhật Bản thì mọi người biết rồi, Nhật Bản thì phim con heo rất là nhiều. Thì đây, mọi người sẽ được chiêm ngưỡng đây là một con heo. Dạ, bây giờ em sẽ diễn tả phim một cảnh con heo cho mọi người xem đi con. Em kêu ộp đi. Đó, dạ một chút em sẽ lồng tiếng vô nha mọi người nha. Đó thì như hồi giới thiệu mọi người đây là bé Minh Minh. Thì bé làm việc tại quán cái viên kia của Vũ Trung Vương cũng được 3 tháng mấy, 14 tháng. Dạ đúng rồi chị. 3 tháng mấy, 14 tháng thì bé rất là giỏi và rất là chăm chỉ, giống như là khách vô đồ này kia kia nọ, cũng quắt khách đồ này kia kia nọ. Cho nên mong cả nhà thương yêu, cả nhà hãy ủng hộ cho bé Christina Lệ Linh nha. Thì công việc sắp tới của em là có dự định giống như là ra MV nè, hay là giống như là có dự định là chuyển giới không? Hay là em thích hình hài của em như vậy? Em thích hình hài như vậy và em cũng muốn giống như là chị Phương, cũng như là một cái hình tượng mà em mong muốn gì đó, khi mà mình có thể thay đổi linh hoạt được. Có nghĩa là em muốn giống như là mang tiếng cười, giống như là truyền cái năng lượng tích cực đến cho những người xung quanh.
đó mang một cái năng lượng giải trí tích cực đến cho tất cả mọi người luôn luôn yêu thương ở ngôi nhà bong bóng 349 Ngô Gia Tự, phường 2 quận 5, ở phường 2 quận 10. Thì bây giờ thì sẵn tiện kênh YouTube thì bé Christina Lệ Linh có bằng lòng là chị có một yêu cầu là giống như là thấy em cũng dễ thương đó. Đó thì bây giờ chị sẽ cho em ứng lương là 2 triệu đồng. 2 triệu. Em tặng cho anh YouTube. Nhắn tin trước 3 ngày. Nhắn tin trước 3 ngày nó chứ chọc vui thôi. Đó thì bây giờ không làm phiền bé Linh, bé Minh nữa. Thì bé Minh có điều gì muốn chúc với tất cả mọi người hay là ở con gì chú bác ở gần ở xa không? Đó thì hôm nay là một ngày cuối bảy cuối tuần rất là vui nha. Thì cô chú anh chị nào đó mà mình đang xem kênh YouTube này, mình có thể cho các anh YouTube này một like cũng như là một lượt đăng ký nha. Cũng như là cô chú anh chị nào mà ở nước ngoài thì em chúc cô chú anh chị là có một ngày vui vẻ. Và những cô chú anh chị mà ở Việt Nam đó mà mình chưa đến quán nè, mọi người hãy đến địa chỉ là 349 Ngô Gia Tự, phường 2 quận 10 để mình thưởng thức những ly trà mãng cầu, trà long nhãn cu đen cũng như là các phần cá viên chiên 100-200 lộn xộn nha cả nhà đó. Đó thì bây giờ thì em sẽ tặng cho mọi người là em xin mời tất cả các chị em tại cộng đồng LGBT vào. Đó thì Quốc Khải ơi, Giao ơi, đó Bích Giao, đó bây giờ 6 chị em sẽ tặng mọi người bài hát được mang tên Bóng Bóng Bang Bang để nói về giới tính cuộc đời của tụi em. Nhảy luôn nha tụi em. 2, 3, bóng bóng bang bang, bóng 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 bang bang, lên ăn cơm chạc đi ăn cơm bang nhà ta. Bóng bóng bang bang, bóng 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 bang bang, cho ăn cơm hầm cháo qua nhà cô. Theo chị nếu mà bóng nhất thì chị phải đi chơi Ly, cho mà da ly từng mặt. Ly vô. Đó, ly vô. Đó, đây là gương mặt đầu tiên của người đẹp Gia Hưng. Đó, quý vị thấy phải giống như là bình luận và comment ở dưới là Gia Hưng có tỷ lệ con gái là bao nhiêu phần trăm nha quý vị nha. Đó, gương mặt thứ hai, người đẹp BB. Sát vô. Đúng rồi, giống bệnh viện da liễu vậy đó. Sát vô, từng cam da sát vô. Đó, quý vị thấy không? Đây là gương mặt thứ hai. Đó, mọi người nghĩ đây có bao nhiêu phần trăm là phụ nữ. Rồi, gương mặt thứ ba, gương mặt Phú Trường. Ly vô. Đó, anh chị mình hãy để lại các bình luận giống như là để mà giúp cho tất cả các em gái để mà thực hiện ước mơ thêm là mặt của Phú Trường bao nhiêu phần trăm nét con gái nha. Đó thì kế tiếp là gương mặt của bé Minh Minh. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ủa, quay cái mặt, mày phải quay cái bụng. Quay cái mặt, đừng có quay cái này. Quay cái bụng chi vậy trời ơi, tự nhiên quay cái bụng đâu có phải đi bệnh viện mà hút mỡ đâu mà quay cái... khúc đó cắt giùm em. Đó thì mọi người ơi, đã biết thì mọi người hãy comment bên dưới là bé Christina Lệ Linh đó có bao nhiêu phần trăm là nữ nha mọi người nha. Đó thì bây giờ là kết thúc clip thì bà đếp Vũ Đô Phương cũng như thay mặt cho ngôi nhà bóng bóng gửi lời chúc, lời cảm ơn đến tất cả mọi người, cô dì chú bác mình ở gần ở xa đã luôn thương yêu và ủng hộ gia đình cá viên chiên ở địa chỉ là 349 Ngô Gia Tự. Thì bây giờ thì bốn tụi em như là tứ đại mỹ nhân đó gửi lời cảm ơn, gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người nha. Chúc cả nhà có một buổi tối an lành và hạnh phúc, cuối tuần vui vẻ. Bye bye cả nhà. Mọi người ơi, hãy ủng hộ tập com ao của em mới chơi vì về cái viên chuyên nha mọi người ơi. Trời ơi, đó chưa bia quá trời luôn đó chứ mọi người, chuẩn bị đón nhận một tập cơm ao của người đẹp Phú Trường tại kênh YouTube của VV Cá Viên Chiên. Rồi bây giờ bye bye cả nhà.